Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì mình có review em Salvatore Ferragamo F Black này ở trong những cái trong cái video top những cái chai nước hoa giá rẻ dưới 1 triệu đồng cho nam giới. Thì cũng có rất nhiều bạn inbox hỏi mình à, anh ơi, so nó với chai La Nuit de Noir này của SL thì mùi hương nào ngon hơn, chai nước hoa nào nó sẽ đa dụng hơn, cũng như là phong cách như nào để sẽ phù hợp. Thì ngày hôm nay mình sẽ so sánh hai mùi hương với nhau xem là mùi hương nào đáng mua hơn. Và nếu như các bạn thấy video này bổ ích, hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông thông báo. Và một điều nữa đó là các bạn có thể tham khảo về nơi mua nước hoa ở phía dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ chúng ta nhau bắt đầu thôi. Trước khi đi vào so sánh hai cái mùi hương này thì mình đã có video review từng em rồi. Và đặc biệt là La Nuit de Noir này thì mình đã có video so sánh rất là review rất là cụ thể rồi. Và mình sẽ nói qua một chút về cái ngoại hình của chai nước hoa Salvatore Ferragamo F Black này. Thì các bạn có thể thấy rằng là chai nước hoa này thì nó khá là to. Và cái việc các bạn cầm chai nước hoa này để xịt ý, thì mình thấy là nó hơi bất tiện. Tại vì không hiểu sao thiết kế trông to vãi, trông như một cái ví vậy. Đó, thì đây là cái thiết kế là mình không thích. Còn thiết kế này thì rất là ok nha. Chúng ta cùng nhau đến phần mùi hương của F Black và La Nuit de Noir. Thì hai chai nước hoa này sử dụng một cái nốt hương đó là lavender, rất là quen thuộc. Và lavender ở đây thì hai cái nó làm theo hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Khi mà ở F Black khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái mùi tiêu khá là rõ, cùng với cái cảm giác hơi sượng sượng, hơi kiểu ngái ngái đến từ lavender kết hợp cùng với tiêu. Và mùi hương ở đây thì cá nhân mình thấy rằng là nó không được nịnh mũi cho lắm, nó khá là giống như những cái mùi bông của mình. Khi mà các bạn đến những cái vườn kiểu quải hương vậy, các bạn cầm cái bông hoa các bạn giật thẳng lên và các bạn ngửi thấy cái mùi đất này, ngái này, cùng với cảm giác hơi kiểu sượng sượng ở mũi, đúng cái cảm giác như vậy luôn. Còn với La Nuit de Noir này thì khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy ngay một cái tông mùi nó khá là nồng nàn nhá, chứ nó không kiểu sắc và nồng như ở em này, đặc biệt em này còn tiêu. Còn em này khá là nồng nàn và một cái mùi hương ngọt phía sau cùng với một chút hơi phấn nhẹ. Thì mình đánh giá rằng là về cái độ nịnh mũi thì La Nuit de Noir này làm tốt hơn em Black. Dry down về sau thì em này được thêm đậu tonka các thứ, nhưng mà cá nhân mình thấy rằng nó chỉ làm cho mùi hương mượt mà hơn một chút so với ban đầu. Còn xét với La Nuit de Noir này thì nó là một cái mùi hương vô cùng là hấp dẫn và nịnh mũi. Mình đã xịt hai mùi với nhau đều ở chỗ này, và mình đi ngoài đường mình xịt tầm 4-5 lần để mình làm review, thì mình luôn luôn thấy một điều rằng là La Nuit de Noir mà nó nịnh mũi vô cùng anh em ạ. Thực sự nếu mà để so sánh hai chai với nhau thì thực sự là F Black khá là khập khiễng. Khi mà mùi hương này càng về sau nó càng trở thành một cái mùi ngọt này, hơi chút ngọt nồng nàn, rồi hơi chút kiểu phấn nhẹ một chút, và nó mang đến một cái cảm giác kiểu người đàn ông kiểu đi chinh phục. Còn ở đây thì lại mang đến một cái hình ảnh khá là nghiêm túc. Và mặc dù dry down nó chỉ làm cho mùi hương mượt hơn, nhưng mà so sánh thì thực sự rằng là Salvatore Ferragamo F Black này không có cửa để làm lừa nồm luôn. Đó là về mùi hương. Còn về độ bám quả thì sao? Thì với hai mùi hương này mình cảm thấy là nó lưu ở trên da mình same với nhau, không em nào nổi bật quá. Cái La Nuit này thì cũng là một cái phiên bản mới thôi, thì nhiều bạn đã nghe đến câu chuyện là La Nuit de Noir những cái phiên bản cũ thì nó sẽ bám quả tốt hơn, mùi hương nó dày hơn. Thì ở đây là mình so sánh những cái phiên bản hiện tại của hai chai nước hoa này thì mình thấy rằng hai mùi hương này nó khá là same nhau. Và nếu mà xét về độ dày thì La Nuit dày hơn F Black đó. Còn về cái độ quả hương thì với cá nhân mình thấy rằng là F Black ban đầu quả khá là tốt, tại vì nó có nốt hương tiêu, nó làm cho mùi hương sắc và nồng hơn. Còn về sau thì hai chai xem với nhau, quả khoảng tầm nửa cánh tay, nó không quá là tốt. Về cái độ tuổi và cái giá tiền thì em La Nuit de Noir này nó có giá chắc là khoảng tầm hơn 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, nó tầm trong khoảng tầm 1 đến 2 triệu đồng cho 100ml. Còn với F Black nó là trong nước một trong những chai nước hoa giá rẻ và nó có giá dưới 1 triệu đồng. Vì thế thì nếu như bạn nào đang lăn tăn hoặc là các bạn nào là học sinh sinh viên thì các bạn có thể cân nhắc về phần giá. Còn về cái độ tuổi thì với cá nhân mình thì mình thấy rằng F Black này già hơn La Nuit de Noir. Mùi hương ở đây thì thực sự là nó trưởng thành và nó chững chạc hơn rất là nhiều. Còn về cái phong cách của hai mùi hương này thì sao? Thì với mình Salvatore Ferragamo F Black nó là hình ảnh một người đàn ông khá nam tính.
Tại vì khi mà mình xịt cái mùi hương này ra, mình cảm nhận nốt tiêu nó khá là rõ ràng, và cái cảm giác những cái nốt hương gia vị ấy, thì nó luôn luôn mang đến hình ảnh một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Và đây là một trong những chai nước hoa vậy. Mình còn ở đây là bạch đậu khấu. Bạch đậu khấu nó cũng có cái vai hơi kiểu gia vị một chút, ấm ấm, nhưng mà với mình thì F Black nó nam tính hơn ở đoạn mở đầu. Và đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá là nó sẽ phù hợp cho những bạn nam kiểu lúc nào cũng kiểu những người đàn ông mà kiểu đúng không, chỉnh chu này là một này, rất là lịch sự, rất là nghiêm túc, đúng không, phải dùng cái từ nghiêm túc. Tại vì nếu như các bạn làm trong môi trường văn phòng ấy, mà các bạn lúc nào cũng bạn làm một vị trí kiểu cần đến sự nghiêm túc ấy, để người khác có thể nhìn vào mà bắt chước ấy, thì F Black này rất là phù hợp. Tại vì mùi hương này với mình nó như kiểu là một người đàn ông kiểu lúc nào cũng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mùi hương an toàn mà lúc nào cũng giữ khoảng cách mọi người, và nó luôn để mang đến một cái hình ảnh rất là nghiêm túc, kiểu không là không uống bia, không không gái gú đấy, kiểu F Black như vậy. Và nó sẽ phù hợp sử dụng để cho trong môi trường văn phòng đó. Và nó dành cho những bạn nào kiểu quần âu sơ mi đúng không, thích nghiêm túc cắm thùng, nói chuyện lúc nào cũng rất là rộng rạc đấy. Còn về mùi hương của Lanu de Nôm thì phải nói rằng là với mình thì mình mỗi lần mình ngửi cái mùi hương này ấy, mà của những anh em nào đi chơi thì mình thấy là uầy, thằng này chắc chắn là nó đi được chén gái luôn, chắc chắn là nó đi được cưa gái chứ, chứ nó không hề có một cái chút gì kiểu nghiêm túc cả. Mùi hương này nó vô cùng là nịnh mũi các chị em mà mỗi khi mình ngửi ấy. Tại vì em này Lanu de Nôm là mùi hương của một người đàn ông bóng đêm mà, nên là với mình mùi hương này thực sự đi làm văn phòng thì nó cũng kiểu tao đi làm cho vui, cho đến để tao gọi là tà lưa các chị em ở cơ quan, những chị em chưa chồng, những cái thứ xinh đẹp đấy, thì cái mùi hương này nó mang đến hình ảnh như vậy. Nó không hề kiểu nghiêm túc, không hề chỉnh chu một chút, không phải là không chỉnh chu mà nó không hề nghiêm túc một chút nào. Lúc nào cũng trực kiểu hở ra cái là cưa gái, hở ra cái cưa gái, chứ nó không được như F Black này. Mùi hương này thì mình nói chuyện với mấy anh em trong nhóm ấy, mình bảo là thực sự là anh nếu mà so sánh hai mùi hương này thì đây là như kiểu một chàng bad boy, ông kia là như kiểu một cái chàng good boy vậy. Và vừa rồi là cái so sánh nhanh của mình về hai mùi hương Sabrure Ferragamo F Black cũng như là Lanu de Nôm của YSL. Thực ra nếu mà để bảo các bạn lựa chọn mùi hương nào thì rất là khó, tại vì với mỗi người chúng ta sẽ có mỗi cái phong cách khác nhau. Thì đấy, bây giờ nói rất rõ về cái phong cách để các bạn có thể lựa chọn được mùi hương rồi. Nhưng mà nếu mà là mình và mình thường xuyên đi làm công trường văn phòng cũng như là buổi tối đi chơi thì mình sẽ sử dụng cả hai mùi hương này, mùi buổi sáng và mùi buổi tối. Và không biết là các bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này chưa thì đừng quên việc là các bạn hãy có thể bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết, cũng như là like, share và ấn vào nút chuông theo thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.